Nhà nấu ở đây, ở đây mình bán xe cũ à em? Dạ, đây là màn xe cũ. Xe này là cái xe này là cái xe tay ga à? Không, xe, à đúng rồi, xe này xe tay ga anh ơi. Xe này là xe kêu bằng xe gì? Abo à? Xe Abo đó. Abo à. Cho anh hấu cái này, cái vậy chứ cái bình ga nó mình ráp chỗ nào em? Tay ga vậy, bình ga ráp chỗ nào? Cái bình ga đó. Cái bình ga để trong cốp anh ơi. Như vậy là cái này nấu có ga. Có. Đúng rồi, anh nghe người ta nấu tay ga giờ mới biết là tay ga à. Vậy hả? Trời quá. Cái chìa khóa mà đó mình mở cái cốp này chỗ nào em? Cái chiếc của anh nó có cái chìa khóa đây, sao cái này mở chỗ nào? Đúc chỗ nào để mở? Cái này á? Cái này nó vẫn ở đây anh ơi. Trời quá. Hay dưới hay. Vâng. Xe đường mới hiện đại dưới ta. Mình đồng. Mình vặn lên một nhát. Rồi mình ấn cái nút đây, nút này là nút khóa sau đây. Rồi. Ô hay quá trời ơi. Đâu cái bình ga nó chỗ nào em? Đây, cái bình ga nó ở đây anh ạ. Ở đây hả? Vâng. Cái thứ này nó không xài xăng hả? Không. Hàng chi anh đâu thấy bình xăng đâu. Đúng rồi. Ga mình mua ở đâu vậy? Ga mỗi lần hết là mình đi mình đến chỗ tiệm đại lý ga mình mở cái nút này ra mình bơm vào. Vậy hả? Đâu anh mở thử coi. Không, cái này phải bên chuyên ga nó mới mở. Vậy hả? Trời ơi. Cho anh hấu là bây giờ cái cần số nó chỗ nào, sao chỗ đâu đạp em? Không, cái này là người ta đi bằng ga là cứ đổ ga là chạy thôi. Vậy hả? Vâng. Không, rồi nó cũng phải có cái số cái thắng mà chạy chứ bây giờ thắng số đâu. Thì cái này em cũng biết nhưng mà hình như là số nó ở trên tay đây sao ấy. Trời quân, vậy hả? Đây anh thấy rồi có cái số nè. Đúng rồi, cái số nó. Rồi cái rồi mình đạp nó chỗ nào? Cái này á? Cái này là mình cứ đổ ga rồi mình bỏ mình ngồi lên mình ủi là nó chạy anh ơi. Vậy hả? Hay dữ vậy ta. Vâng. Trời quân, vậy cái này nhiêu tiền em? Cái này cũng rẻ rồi anh. Bao nhiêu vậy? Cái này là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi hả? Vâng. Trời ơi, rẻ dữ vậy hả? Xe ga nó rẻ hơn. Xe ga hay quá ha. Trời ơi, lần đầu tiên anh mới biết á. Đâu, bây giờ anh thử rồi, có ga sẵn trong này chưa? Có rồi. Đâu, sao không có thấy cái gì hết vậy? Đây, ga. Trời ơi. Ga mà là nó kêu ấy. Trời ơi, vậy hả? Hay quá hả? Nó là có ga rồi nè. Đâu để mình thử coi nổ máy coi. Không ga đâu, em dặn cái nổ máy anh coi. Đây, cứ ấn cái này là vặn là nổ ga đấy. Đấy, ga. Trời. Giấy ơn. Giấy cái thứ này nó không có đạp à? Không ạ. Cái này là ga là đốt, nó đốt trực tiếp luôn mà không. Trời ơi, giấy giờ này mình mới biết là xe tay ga là nó vậy á. Như vậy là cái người ta nói chữ tay là sao? Tay rồi, là à. người tay nó đi không, ga hả? Không, tay tôi nghĩ là số bằng tay đây này. Ra vậy. Trời ơi, giấy giờ mới biết. Trời ơi, tay ga giờ mới biết. Mình cứ tưởng là thằng tay nó đi xe chạy bằng ga. Té ra là cái này là tay ga đây hả? Không phải ga mà gió là ga bằng gió đó. Đúng không? Ga bằng gió đó. Trời ơi. Mấy triệu? 4 triệu rưỡi à? 4 triệu rưỡi. Rồi, đợi anh vô ngầu đi, anh lấy tiền trả mua luôn. Vâng, nha. Vâng. Rồi, 4 triệu rưỡi à? Rồi. Hết ga đây là phải đi bơm ga đây ạ. Rồi, hết ga là đi bơm ga. Xe tay ga đấy mà. Rồi, cảm ơn nha. Vâng. Rồi, ok.